Sáng nay tại di tích Kiếp Bạc, Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh phối hợp với Ban quản lý di tích Côn Sơn Kiếp Bạc tổ chức lễ tưởng niệm 735 năm ngày mất của Đức Nguyên Tử Quốc Mẫu, phu nhân của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Nguyên Tử Quốc Mẫu hiệu là Thiên Thành Thái Trưởng, con gái trưởng của vua Trần Thái Tông. Năm 1251, công chúa Thiên Thành kết duyên cùng Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo. Từ đó, Đức Quốc Mẫu rời trốn hoàng cung, đồng cam cộng khổ, sát cánh cùng quốc công, nuôi dưỡng các con, chăm lo việc nước, tham gia kháng chiến. Với công lao to lớn trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ Giang Sơn đất nước, sau khi Vương Mẫu qua đời tại Vạn Kiếp, vua Trần sắc phong tước hiệu Nguyên Tử Quốc Mẫu, Thiên Thành Thái Trưởng Công Chúa, sắc chỉ cho nhân dân tạc tượng, phụng thờ tại đền Kiếp Bạc.